Nón này bao nhiêu một cái vậy cô? Dạ 2 cát đó anh. Tôi muốn đặt một cái nón bài thơ thì giá bao nhiêu? À, nón bài thơ thì anh phải đặt rồi. Ủa, anh Dũng Linh. Sao anh biết tôi ở đây hay vậy? Cầm thư làm thay cho Hồng Xuân đúng không? À, sao mà anh biết hay quá vậy? Hồng Xuân nói cho tôi nghe mà. Chắc là anh với Hồng Xuân thân nhau lắm ha. Cổ đi gấp như vậy mà cũng kịp nói cho anh nghe nữa. Thật ra mục đích của tôi tới đây là rước Cầm Thư về. Không sao đâu, Cầm Thư cứ làm đi. Khi nào xong tôi rước về, tôi đợi được mà. Thử lên xe đi. Mình đi ha. Ở đây mát quá anh ha. Ở đây mát thiệt. Mỗi lần buồn buồn tôi hay ra đây ngắm lục bình trôi. Coi bộ đưa Cầm Thư ra đây là trúng ý cô rồi. Em thích lắm. Cảm ơn anh. Nhưng mà Cầm Thư cũng đừng có tránh mặt tôi nữa. Không cần đáp lại tình cảm của tôi, nhưng mà xin đừng xa lánh tôi. Em nào có. Thư đừng buồn nghe. Tôi xin lỗi. Từ đây tôi sẽ không làm phiền tới Thư nữa. Anh cũng ác lắm. Em cũng khổ sở mấy bữa nay. Vừa muốn gặp anh, lại vừa sợ gặp lại. Hổm rày Cầm Thư tránh mặt tôi, tôi tưởng là Thư ghét tôi chứ. Không có, em đâu có ghét anh đâu. Tôi biết cảnh nhà hai đứa khác nhau, nhưng mà tôi cầm lòng không đặng. Nếu thổ lộ mà bị từ chối còn hơn ôm hoài mối tình đơn phương. Nhưng mà hôm nay tôi đã biết ý Cầm Thư. Thư cũng thương tôi, cho nên tôi không sợ gì hết. Cầm Thư tin tôi không? Chờ tôi 1 năm nữa nha. Khi tôi có một chút sự nghiệp, tôi sẽ đàng hoàng say thư chuyện với cha của Cầm Thư.